Cách edit video giới thiệu nhân vật Đầu tiên các bạn mở cấp cắt thêm dự án mới. Thêm video bạn muốn chỉnh sửa. Tại vị trí bạn muốn giới thiệu nhân vật kích vào video. Chọn dừng hình. Xóa bỏ phần thừa phía sau. Kích vào phần dừng hình chọn lớp phủ. Chọn xóa nền. Tại đầu của lớp phủ thêm hình thoi số 1 thêm tiếp hình thoi số 2 cách hình thoi số 1 khoảng 0.2 giây, dùng hai tay phóng tô ảnh và di chuyển đến vị trí phù hợp để video có hiệu ứng nhân vật phóng to dần. Tiếp theo kích vào dấu cộng. Chọn kho video, thêm video nền trắng. Ấn trở lại hai lần. Chọn bảng vẽ. Chọn phông nền. Thêm phông nền mà bạn yêu thích. Tiếp theo chọn văn bản. Thêm văn bản giới thiệu nhân vật thay đổi phông chữ theo sở thích. Chọn hiệu ứng động, kéo sang phải chọn loại 2. Tại vị trí bạn muốn thêm hiệu ứng gõ chữ, chọn âm thanh, chọn hiệu ứng. Gõ tí ping và chọn hiệu ứng gõ chữ bạn muốn. Sau đó chọn tách và xóa bỏ phần âm thanh thừa phía sau, cuối cùng chọn âm thanh và thêm âm thanh phù hợp, vậy là ok cùng xem thành quả nhé. Có <laughs>